Chào mừng các bạn đến với câu lạc bộ tiên cá tầng 38. Hiện tại trước mắt Tion là có bạn người cá dung đang tập tạo lóc sấy bằng tay dưới nước. Thì đây cũng là nội dung chính trong câu lạc bộ tiên cá tầng 38 này. Bạn nào tạo được lóc sấy sẽ được Tion tặng cho một bộ đồ bơi tiên cá mới. Dạ các bạn ơi. Nhưng mà bạn Dung thì không muốn tặng bộ đồ mới mà bạn ấy muốn một cái ba lô hả? Cũng được luôn, chuyện nhỏ. Nhưng mà phải tạo được lóc sấy nha. Rồi, trước các khi Rồi, chúc mừng bạn. Nhưng mà để vô chính thức phần thi sự kiện, Tiêu Anh mời bạn Dung. Bạn gì? Nemo. Bạn Nemo, bạn gì? Ba bạn bơi kỹ thuật một nhịp đúng cho Tiêu Anh mới cho mấy bạn thi sự kiện nha. Thi sự kiện như thế này nè các bạn. Là hít hơi vào nổi người lên, chân thở ra tay. Đó. Mấy bạn phải bơi đúng kỹ thuật căn bản nhất của người cá mới được thi sự kiện tuần này. Tuần này rất là lạnh bởi vì tới Noel rồi, có nhiều bạn người cá không có đi. Rồi bắt đầu nha. 1, 2, 3, xuất phát. Đúng mới được thi sự kiện nha các bạn. Bạn Dung là sai rồi đó. 1. Bạn Nemo cũng vậy. Chà, chưa có bạn nào đúng hết. Đáng lý tuần này tôi sẽ dạy cho các người cá về nhân điện. Đó là cách cảm nhận trường sinh học của mình. Nhưng mấy bạn tham gia lần này bơi căn bản còn chưa làm được, thì làm sao có thể hiểu nhân điện của người cá là gì chứ? Tion vẫn chỉ để sau này các bạn đừng có bị người đời dụ dỗ học nhân điện bậy bạ theo phương pháp của quỷ thần, rồi sinh ra ảo giác, hoang tưởng là chết chắc. Giống như mấy năm gần đây ồ lên trào lưu dạy nhân điện để chữa bệnh nan y hay liên kết với các cõi âm tâm linh gì đó. Tion không phủ nhận lợi ích của nhân điện mang lại cho con người, nhưng cũng không khẳng định pháp môn này lại vi diệu thù thắng đến như vậy. Vì chính Tion đã tập thử để chữa bệnh cho động vật, thì nhận ra rằng nhân điện có khả năng hấp thụ năng lượng trong trời đất, thậm chí vũ trụ là có thật. Nhưng nó không cao siêu tới mức như những người quảng cáo để rồi mở trường lớp, thu học phí đến hàng chục triệu, dạy học nhân điện để chữa bệnh ung thư, nan y này nọ. Tất cả là lừa dối. Để Tiêu nói sự thật cho các bạn biết, muốn học nhân điện thành công không phải dễ. 10.000 người học thì chỉ có 1 người thành công và đi theo chánh đạo. Còn 999 người còn lại học cũng được nhưng mà lại đi theo quỷ thần hoặc khùng điên ba trợn hết luôn. Giống như học khí công vậy đó, 1.000 người học thì cũng chỉ 1 người thành công. Tùy theo cái pháp môn mà có lượng người thành công nó giảm đi, và cái nhân điện nó còn khó hơn khí công, khó hơn yoga, thì tại sao mà các bạn có thể học dễ dàng như vậy? Cũng giống như việc Phật Thích Ca thành đạo, trụ tại thế gian này và hoằng pháp khắp thế giới cả mấy ngàn năm nay, chỉ có một mình ngài ấy thôi, nghĩa là thành Phật ngay khi còn sống chứ không phải đợi chết rồi vãng sanh rồi mới được gọi là Phật. Học nhân điện cũng khó vậy đó, nó có từng cấp bậc căn bản đến nâng cao. Muốn luyện được nhân điện thành công thì bạn phải giỏi về khí công, luyện lên tới mức của tiên nhân hay tiên cá gì đó thì mới làm được nhân điện dễ dàng. Rồi cũng phải giỏi về yoga nữa, chịu đựng đau đớn để nâng cao các giới hạnh của bản thân lên tới mức mát luôn. Mà đặc biệt nhất vẫn là phải làm chủ được hơi thở của mình một cách tuyệt đối. Bây giờ những người luyện nhân điện đi, giỏi lắm đúng không? Bơi liên tục dưới nước 2 tiếng đồng hồ hay chạy bộ liên tục ở trên bờ 6 tiếng đồng hồ mà không mệt cho Tion xem thử. Nếu mà làm được thì mới là master nhân điện. Và Tion đã chạy bộ rồi các bạn ạ. Tion chạy bộ từ nhà của mình ra tới ngoài bến Bạch Đằng rồi chạy một lèo quành về như con ngựa vậy đó mà Tion không mệt. Đó là Tion luyện nhân điện cách hấp thụ năng lượng trong không khí và trời đất để tạo ra nguồn năng lượng dồi dào. Chạy bộ thử để luyện nhân điện, Tion làm rồi, Tion biết chắc chắn phải làm chủ được hơi thở của mình thì mới trở thành bậc thầy về nhân điện. Còn bây giờ bỏ ra mấy chục triệu học nhân điện để chữa bệnh nghe sao dễ dàng quá. Bà già hết xí quách mà cũng có thể truyền nhân điện chữa bệnh cho người khác, hoàn toàn là điều phi lý. Mê hoặc lòng người do quỷ thần bày ra, nên Tion muốn dạy nhân điện người cá cho các đệ tử của mình là như vậy, để không ai có thể lừa gạt các bạn sau này. Và có thể nói cho cả thế giới này biết rằng ai muốn học nhân điện thành công thì phải ăn chay và trở thành master khí công cái đã. Mà quan trọng nhất là phải làm chủ được hơi thở thì mới có được một nguồn năng lượng sạch cứu nhân độ thế.
Chứ ăn thịt động vật mà đi truyền năng lượng cho người khác thì chỉ có truyền ba cái dục vọng, bệnh tật, nghiệp chướng mà thôi. Thí dụ bạn đang bị cảm, một người luyện nhân điện truyền cái năng lượng của người ấy vào cho bạn, bạn sẽ hết cảm, nhưng mà bạn sẽ mắc một chứng bệnh khác của người ấy. Chắc chắn những người luyện nhân điện thường mắc phải một chứng bệnh tà dâm, bị tham dục. Tiêu nói như vậy để những ai học nhân điện nghe có phải đúng không? Đó là vì khi các bạn còn ăn thịt động vật, các bạn lại luyện nhân điện, các bạn hấp thụ 100% dục tính từ động vật sang cơ thể của mình. Nên cái năng lượng các bạn chưa hiểu về khí công, chưa thể chọn lọc được năng lượng sạch và dơ ở trong cơ thể mình, các bạn truyền bậy bạ, truyền đi cái ô uế, khiến người ta bị bệnh tà dâm luôn. Và còn nhiều cái bệnh nguy hiểm hơn nữa như là tham, sân, si, đủ thứ. Và tôi cũng biết được rất nhiều trường hợp có nhiều người tin theo nhân điện mà tán gia bại sản, nửa tỉnh nửa mê, để cho người thường mở luân xa của mình, rồi giải phóng những dục vọng tham sân si của chính người ấy, khiến cho họ trở thành một ác nhân, tối ngày đam mê tình dục. Tiêu đã từng gặp những cái con người như thế nhiều năm trước, khi đi nghiên cứu về nhân điện để mở rộng khả năng hấp thụ năng lượng thành tiên cá. Vì học khí công, Tiêu chỉ có thể hấp thụ năng lượng của trời đất, nhưng nhân điện giúp Tiêu hấp thụ năng lượng được cả vũ trụ. Đa số mọi người đều biết người sáng lập ra nhân điện là Ngài Dasira, là một nhà ngoại giao ở Sri Lanka, tu học ở Himalaya và thành đạo sau 11 hay 19 năm gì đó. Nhưng mà các bạn có biết chính xác nhân điện là pháp môn của ai không? Là của Phật gia. Và có câu chuyện như thế này: khi Phật Thích Ca đã trở thành một master về khí công, Ngài ấy tọa thiền trong rừng thì bỗng có một con heo rừng á lao lại như điên, tiến thẳng vào Ngài ấy. Vì nó đang rất là đau đớn vì dính một cái mũi tên của thợ săn, và nó đau quá, nó chạy đâm đầu vô gốc cây. Thì Đức Phật đang ngồi ở gốc cây mà. Phật Thích Ca mới dùng khả năng cảm âm, là một khả năng cao của khí công, có thể ru ngủ cho loài vật, giữ cho loài vật bình tĩnh. Con heo ấy đã dừng lại và Ngài ấy đã nhẹ nhàng rút mũi tên ra cứu con heo rừng tội nghiệp. Tiếp đến, Ngài đã dùng khí công để đốt cháy mạch máu, giúp máu không chảy ra nữa. Nếu các bạn xem một số master luyện khí công ngày nay cũng có thể thấy họ dùng tay không chưởng vào giấy khiến lửa bốc cháy. Đó, Phật Thích Ca cũng làm như vậy, để đốt cháy những mạch máu ngay chỗ vết thương á, cứu con heo. Thấy con heo yếu đuối quá, mà bản năng của động vật hoang dã thì khó thuần hóa. Ngài muốn hái lát thuốc để đút cho con heo nó ăn mau lành bệnh, nhưng mà cái con heo nó mệt quá, nó ăn uống cũng không nổi các bạn ạ. Nhất thời Phật Thích Ca phát hiện ra Ngài có thể vận khí công để hấp thụ năng lượng từ lá cây thuốc ấy truyền cho con heo. Thế là pháp môn nhân điện ra đời từ ấy. Cái lợi thế của khả năng nhân điện này cũng có thể giúp cho Phật Thích Ca vượt qua đói khát, nghĩa là Ngài có thể nhịn ăn nhịn uống nhiều ngày để tiếp tục tu tập. Vậy mà có người thời nay coi chuyện học nhân điện quá dễ dàng rồi lừa đảo người khác, lấy cái Phật dạy miễn phí để hành nghề kiếm tiền. Nên những ai học bơi, người cá với Tiôn đều sẽ được học nhân điện miễn phí. Và các bạn học cũng không phải để khoe khoang, chứng tỏ với người ta, mà để cứu động vật như Phật Thích Ca đã từng làm. Cách mở luân xa của người cá là bơi đến mức không còn mệt mỏi, quên luôn thời gian. Một khi đã bơi là nhất tâm chánh niệm, thậm chí bịt mắt lại vẫn có thể bơi qua bơi lại như bình thường. Mấy em đã đạt đến khả năng định như thế thì mới học nhân điện của người cá được. Nhưng chắc chắn là phải giỏi yoga dưới nước, khí công dưới nước thì mới luyện nhân điện tốt được, và phải ăn chay. Ai chưa làm được thì bỏ luôn đi, vì học nhân điện sai cách như người thường là sẽ không truyền được năng lượng sạch mà toàn những năng lượng dơ bẩn. Cuối cùng là để biết bạn nào có thể học được nhân điện của người cá hay chưa, chỉ cần dùng tay không tạo ra lốc xoáy dưới nước là biết ngay. Đó là khi tay của bạn có thể tạo ra năng lượng xung quanh, một lực đủ mạnh để điều khiển lốc xoáy trong nước, thì chắc chắn bạn có thể truyền nhân điện chữa bệnh cho người khác, cho bản thân của mình và cho các loài vật. Còn hiện tại bây giờ tôi không thấy bạn người cá nào có đủ tố chất để học nhân điện cả. Bơi căn bản cũng không xong, nên câu lạc bộ tiên cá tuần này cũng sẽ không có quà gì để tặng cho các bạn. Hẹn gặp lại tuần 39 nha. Nemo nha, kiểm tra Nemo nha. Hít hơi vào, nổi đuôi lên ngang mặt nữa. Nâng eo cho đúng nha. 1, 2, 3, go. Cái tay em hay bị chúi xuống nước quá à, tay ngang mặt nước nha, tay ngang mặt nước.
đuôi. Xong rồi 1, 2, 3, thở nhẹ bằng mũi, kéo tay qua ngưỡng mặt. Với lại em bị lắc đuôi 2 nhịp, 1 nhịp thôi. Còn em bơi cho đúng, 1 nhịp cho đúng. Tiêu coi coi được không? Mắt nhìn theo chiều cánh tay á Nemo ơi. Kìa coi bạn bơi sai kìa, em học hỏi kìa. Bơi sai mà có học hỏi để mình sửa cái sai. Khép sát cái tay lại, mắt nhìn theo chiều cánh tay. Còn mắt em nhìn xuống đáy hồ, em cứ chuỗi chuỗi xuống nước hoài ha.